Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Pamasahe là một bộ phim truyền hình gây cấn của Philippines năm 2022 do Roman Perez Gea đạo diễn. Kể về Linus, một người mẹ nghèo khổ dấn thân vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm cùng đứa con sơ sinh của mình để đoàn tụ với người chồng ở Manila. Trong suốt cuộc hành trình này, cô phải đối mặt với những hoàn cảnh đau khổ bao gồm cả việc sử dụng cơ thể của mình làm phương tiện thanh toán để đến được đích đến của mình bộ phim có sự tham gia của Adi Acosta trong vai chính, được hỗ trợ bởi Mark Anthony Fernandez, Felix Rocco và Sina Yu. Và sau đây là nội dung tóm tắt của bộ phim. Linus là một trong những người bị mất nhà cửa khi cơn bão Odette tàn phá thành phố Rosat ở tỉnh Capit. Cùng với đứa con gái mới sinh, cô quyết định rời quê nhà đi tìm chồng ở Manila với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn nhưng với túi tiền rỗng, cô gặp rất nhiều khó khăn ngay từ những bước đầu của cuộc hành trình. Để tiết kiệm tiền, Linus chọn đi xe buýt giá rẻ. Tuy nhiên, trên xe cô gặp phải những hành khách không thân thiện và các tình huống khó xử buộc cô phải tự bảo vệ mình và con nhỏ. Một thủy thủ tên Rob đã giúp đỡ cô khi cô bị quấy rối bởi những kẻ côn đồ. Nhìn thấy cô đang cho con bú, Rob trả tiền vé xe buýt và kiên nhẫn nghe Linus kể cho anh nghe về trai đứa bé hóa ra lại là anh trai ruột của cô người mà cô vẫn gọi là chồng cô cũng kể về những thử thách mà cô đã trải qua dưới tay thuyền trưởng ramut và đám tay sai của ông ta những kẻ đã phát hiện ra cô là người trốn theo tàu và lợi dụng điều đó để xâm phạm cô một bà già tốt bụng đã thương hại cô cùng với sự giúp đỡ của một số hạt giống mạnh mẽ cô ấy đã ban cho họ sự trừng phạt mà tất cả họ đều đáng phải nhận một cơn bão diễn ra ngay sau đó khiến xe buýt của họ bị hỏng và tất cả hành khách đều phải nghỉ qua đêm tại một khách sạn. Và Linus phát hiện ra rằng người làm điều tốt là Rob, hóa ra cũng giống như những chàng trai khác, những người đều muốn lên giường với cô. Nhưng trước khi cô có thể thực hiện bất kỳ hình phạt nào đối với Rob, anh ta đã đột nhiên biến mất khỏi hiện trường. Khi Linus gặp lại Rob một lần nữa, cô thấy anh ta đang ăn trưa với vợ và hai đứa con, rồi sau đó cảnh sát bất ngờ xuất hiện để bắt giữ anh ta vì tội buôn lậu. Sau nhiều gian truân, Linus cuối cùng cũng đến được Manila. Tuy nhiên khi gặp lại chồng, cô phát hiện ra rằng anh ta đã bắt đầu một cuộc sống mới và không còn quan tâm đến cô và con nữa. Trong những cảnh cuối cùng, sau những tủi nhục và thất vọng, Linus quyết định tự mình đứng lên và làm lại từ đầu. Cô bắt đầu tìm kiếm công việc để nuôi con và xây dựng một cuộc sống mới. Pama Sahe là một bộ phim sâu sắc và đầy cảm xúc, phản ánh sự thật đau lòng về những khó khăn mà nhiều người nghèo khổ phải đối mặt đồng thời tôn vinh sự hy sinh và sức mạnh của người mẹ. Sự hy sinh và kiên cường của Linus là trung tâm của câu chuyện, giúp khán giả cảm nhận được những thử thách và lòng dũng cảm của những người mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Diễn xuất của dàn diễn viên trong Pamasahe đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự chân thực và khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ. Tất cả diễn viên đều góp phần tạo nên một bộ phim đầy xúc động và sâu sắc, phản ánh chân thực những khó khăn và sự hy sinh của những người nghèo khổ. Sự thể hiện xuất sắc của họ đã giúp bộ phim chạm đến trái tim của khán giả và truyền tải được thông điệp mạnh mẽ về tình mẹ và sự kiên cường. Aji Akota đảm nhận vai Linus, nhân vật trung tâm của bộ phim. Diễn xuất của cô được đánh giá cao về sự chân thật và khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ. Akota đã thể hiện thành công sự kiên cường, đau khổ và sự hy sinh của một người mẹ trong hoàn cảnh cùng cực Tôi thật sự rất thích cách cô ấy thể hiện nỗi đau và sự tuyệt vọng của nhân vật. Thực sự khiến người xem cảm thấy đồng cảm và xúc động. Mark Anthony Fernandez trong vai Rock đã làm nổi bật được sự phức tạp và thực tế phũ phàng của nhân vật. Diễn xuất của anh thể hiện rõ sự xa cách và thay đổi của Rock khi anh đã có một cuộc sống mới ở Manila. Fernandez đã thành công trong việc khắc họa một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách, làm tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện. Ngoài ra còn một số diễn viên như Erlinda Villalobo hay Silei Huang trong vai những người tốt bụng giúp đỡ lai Nứt trong hành trình gian nan. Những nhân vật này không chỉ mang đến hy vọng cho lai mà còn cho khán giả thấy rằng trong mọi hoàn cảnh lòng tốt vẫn luôn tồn tại. Mặc dù cốt truyện căng thẳng và đôi khó xem nhưng nó đóng vai trò như một bài bình luận rõ ràng về các vấn đề xã hội kết thúc của bộ phim tuy buồn nhưng lại mang đến thông điệp về sức mạnh và sự kiên cường của con người trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ok cảm ơn các bạn đã theo dõi tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo